đàn chó con của Marvin và Nancy, 75 ngày. Hôm nay thì đực đực là được 9 cân mà cái thì được 8 cân. Cứ đứng thôi. Rồi, đâu rồi? Thằng đây là con cái à? À không. Đây là thằng đực tốt nhất. Thằng đực tốt nhất ở trong đàn này. Rồi. Tháo dây rồi nhưng mà nó chỉ có một thằng đực là tốt nhất thôi. Còn lại là mấy con này là nó sẽ được đánh giá là như nhau. Để hôm nay để quay kỹ cho mọi người xem. À, quay vợ, quay cái mặt của nó. Rồi. Mọi người sẽ nhìn thấy là cái đàn cho con này ấy, cái sắc tố lông, màu mảng lông và màu mắt của chúng nó rất là tốt. Đây là thằng đây là thằng đực tốt nhất. Đây. Chúng nó đàn này sẽ là một cái đàn mà cái khung của nó sẽ khung của con chó nó sẽ rất là to. Hiện tại đến bây giờ 2 tháng rưỡi thì chúng nó mới bắt đầu lớm chớm có cái thay lông. Cái lớp lông chó sơ sinh chuyển sang chó con. Nó vẫn đang là lông bông. Cho nên là mọi người sẽ nhìn thấy màu có con thì đen, có con thì hơi phớt nâu. Hơi phớt nâu là vì đấy là nó là màu lông đẹp. Đó. À, nhìn cái dải ở trên lưng của nó thì đen hơn này. Đây này. Dải trên lưng của nó thì đen hơn. Còn ở như con này là, đây là con cái. Đúng rồi. Đây là con cái là nó thay lông nhiều nhất. Thì nhìn cái lông của nó này, nó thay là cái lông sợi. Nó đen rồi. Rồi. Lông sợi rồi, chỗ này là lông sợi rồi. Nhìn nó mượt này. Đây nó vẫn đang là lông bông. Ok. Nhau à. Bụi ở mắt này. Đó, đây là con cái này. Con cái duy nhất ở trong đàn là 5 con. Một con cái và 4 con đực. Đó. Nó thay lông xong ấy, thay cái lớp lông sơ sinh này xong rồi thì lông của nó sẽ như thế này. Đàn này là cái lớp lông đệm của nó là màu hung. Cũng giống như con bố với con mẹ thôi. Lớp lông đệm của chúng nó đều là màu hung. Con đực này thì đây là một con đực. Con đực này thì có lẽ là về sau nó sẽ là một cái con khung rất là to này. Tại vì là 4 con đực ấy, thì nó sẽ ở cái diện khung của chúng nó sẽ ở cái diện như con bố thôi. Như hiện tại bây giờ là cái cân nặng của nó không có chênh lệch nhau, không gần như không đáng kể. Còn 9 cân còn chưa có con mốc con 2 rồi đấy. Dừng đi. Có mấy đến giờ ăn của cún cho nên là cún nó đang hơi ồn cả một bọn. Đây thì có thể nhìn thấy con bố luôn đang ở trong chuồng kìa. Đó. Chỗ này là chưa xong, đây là cái khu vực sân chạy của chúng nó nhưng mà chưa xong, mới dọn xong thôi chứ chưa quay, để cho chó nó chơi rồi quay cho nó một tí.
đàn cún này thì tiện là mình sẽ tẩy giun luôn lần thứ ba cho chúng nó. Có thể là đón ở trong, đón cún ở trong tuần này là đón được rồi. Đợt này nó đang đợt lạnh sâu cho nên là chờ 1-2-3 ngày nữa rồi đón, rồi bắt đầu mọi người có thể đón cún được. Đi vòng đi để xem ra cho nó đi lại, đi chậm. Vì chó nó còn nhỏ. Rồi vòng quay lại, đi chậm thôi. Để mọi người đi, mọi người nhìn cái chân sau của chúng nó. Chân trước thì nó khỏe rồi, dễ nhìn rồi, nhưng còn cái chân sau đó, bước đi hai hàng vững chắc thì nó là cái con chó chân nó khỏe. Khi con chó nó về với chủ thì nó sẽ còn khỏe nữa, vì con chó nó sẽ được thả nhiều hơn. Và cái quan trọng ấy là cái thời tiết. Cái thời tiết nó hết cái đợt rét cao điểm này thì nó được vận động thoải mái hơn. Chứ như lạnh như thế này mà con chó non như thế này là không có cho ra nhiều được. Ra bên ngoài là chỉ cho ở trong lúc trời nắng thôi. Mấy hôm mưa là chịu, là không có cho chạy nhảy gì được cả. Còn cái bọn này nó tiêm xong cái vaccine mũi 2 thì nó lại bắt đầu nó bước vào cái thời tiết lạnh đó. Cho nên là gần như là tiêm xong vaccine là hạn chế không cho chúng nó ra ngoài. Nhưng mà chân của chúng nó vẫn còn đang thì rất là khỏe. Dáng người của cái đàn này thì về sau sẽ là người nó sẽ tròn người, con chó nó sẽ người nó sẽ theo kiểu là mình trắng, giống con bố mà Vin. Đây là ăn rồi hả? Nhìn thấy hơi có bụng. Ở cái tầm cho con ở cái tầm này đấy thì nó ăn thì nó gọi là gần như có thể nói là cho nó ăn bao nhiêu cũng hết. Cho nên là cho ăn là khi mà ở trong đàn ấy là cho ăn là phải cho ăn giữ cái mức độ thôi. Đây là ăn xong bụng nó chỉ cỡ như này thôi này, là vừa rồi. Chứ nếu mà cho ăn thoải mái ấy, thì có thể bụng của chúng nó tròn như cái trống luôn, căng như kiểu là lợn ỉn ấy. Đây con cái. Có con cái là nó bé hơn, còn bốn con đực là nó sàn sàn như nhau. Đó. Thôi cầm cái dây ra đây để đeo luôn, để quay cho chủ chọn chó đây. Lấy dây mới. Lấy dây mới là chỉ cần lấy bốn cái khác màu nhau thôi. Bốn con đực thôi. Để phân biệt bốn con đực chứ một con cái thì không cần phân biệt gì. Giờ ra kia chơi với nhau đi, để anh quay video lượn vào chỗ anh làm gì. Cho nó quấn chủ, đi vào trong này đeo cho nó. Hết cỡ rồi đeo thử. Ra đào đất cho anh đi. Rộng lắm. Rồi, ô, lại nhấc vào cái con này. Này nhớ nhấc vào cái thằng tốt nhất. Thằng đai màu nâu này. Đây, dây đai của nó đây. Thằng này là thằng đực tốt nhất ở trong đàn. Đó. Ok, nhìn đằng trước đi. Huýt sáo hay là làm gì đi. Rồi. Đó.
thằng đực tốt nhất ở trong làng. Cầm cái bóng. Để nhìn nó ngon thì cái gì đấy nó nhọc. Rồi, được. Rồi. Thằng này thì lớn lên nó sẽ là một cái thằng rất là to con thật. Rồi. Bây giờ nó 2 tháng rưỡi này. Cả đàn này đều sẽ là một cái đàn chó to con. 2 tháng rưỡi vẫn hoàn toàn là lông máu, mới có một phần rất là ít lông sợi thôi. Đây. Ở chân thì là lông sợi hết rồi. Nhìn nó bóng nó mướt này. Trên người của nó vẫn còn đang là lông đẹp, lông máu. Ok, thằng được đầu tiên. Rồi, gái thì không cần phân biệt gì nữa. Chúng nó người chúng nó đang rất là bẩn, chúng nó nô nghịch với nhau. Đó. Nhưng mà thôi quay luôn. Thằng đực thứ hai. Thằng này thì màu mảng cũng cháy khét giống thằng kia. Rồi. À, nhưng mà thằng này nó sẽ là một thằng ở cái mức giá rẻ thôi. Ba thằng đực còn lại đều là những cái con chó rất là đẹp. Ok. Không ổn. Có để yên để anh quay video cho nó không? Đó, không cần phải dọa con bên hàng xóm làm gì cả. Thôi. Rồi. Cái đàn này thì thực sự mà nói là một cái đàn chó là ở cái mức ở một cái đàn chó ở mức tốt. Ở với con bố và con mẹ đều rất là tốt. Và kỳ vọng nó sẽ là cái đàn chó ở mức tốt. Nhưng mà như đến bây giờ ấy thì là sẽ có 4 con là sẽ chó ở mức rẻ thôi. Vì sao? Vì tất cả mọi thứ nó đều tốt nhưng nó có một cái điểm mà nó không đạt là cái bộ hàm của nó. Cái bộ hàm của nó không có ôm khít. Đó. Khi mà nhìn bình thường thì chúng ta sẽ không thể biết được cái đấy. Đó. Trời ơi, sợ. Rồi. Làm sao? Nói thế thôi mà đã. Nói cái bộ hàm nó thế thì có làm sao đâu. Cái bộ hàm nó như vậy thì nhiều người thì lại các bạn sợ là bảo là cái bộ hàm nó như vậy thì nó có ăn được không? Tất nhiên là nó ăn tất cả mọi thứ nó đều là hoàn toàn bình thường. Cái bộ hàm hay là các đặc điểm khác để đánh giá một cái con chó ấy là dựa trên cái tiêu chuẩn nhân giống. Tức là những cái con này sẽ là những cái con nuôi, con chó nuôi ở gia đình. Chứ nó không đạt được cái yêu cầu toàn diện để nó làm con chó để nhân giống tiếp theo. Tất nhiên đấy là theo chuẩn nhá. Chứ còn thực tế thì hầu hết mà chó của một người nhân giống ở Việt Nam chúng ta là hầu hết chiếm phần quá đông là không đạt tiêu chuẩn nhân giống đấy. Còn ở các nước phát triển thì người ta sẽ khắt khe về cái vấn đề đấy hơn. Đó. À, đây là em tiếp theo là em dây màu xanh. Em này thì cái sắc tố màu lông ở chân của nó nhạt hơn một chút so với lại ba em kia. Đó. Rồi, nhưng mà mặt nó rất là đẹp. Thằng này thì yên. Thằng này thì nhìn hàm dưới này. Nhìn hàm dưới là hàm đầy. Nhưng thực ra là hàm vẫn chưa đạt. Vẫn là giá rẻ thôi. Rất là tiếc nuối cái đàn chó này. Là cái đàn chó mà như cái sắc tố mắt rồi chất lông rồi màu mảng rồi độ nhanh nhẹn của chúng nó, tất cả mọi thứ nó đều rất là tốt. Phản đối gì? Không phản đối. Phản đối bế. Ôi giời.
thấy mấy con kia đang chơi, đang được gặm gốc chuối này, nó không được gặm, nó đang nghĩ kiến đuổi ra. Ok, ra đi. Còn con nào nữa nhỉ? Còn có một tím. Ok, tím với này hồng đều chưa quay nhỉ? Tím hồng quay rồi. Hồng quay chưa? Mình hồng quay rồi. Hình như là hồng quay rồi à? Đây, em này thì em tím này thì màu mạng thì cháy khét luôn. Đó. Người ngợm thì khỏi nghĩ luôn. Biết. Rồi, thằng nâu này xong rồi còn chạy ra đây làm gì? Đó. Tím, còn được tím cũng là ở mức giá rẻ. Rồi, ok, ra kia đây. Tiếp giờ thằng hồng này nhớ là chưa quay. Quay rồi. Quay rồi hả? Ok. Ờ đúng rồi, thằng này quay rồi. Ôm ngực của nó thì biết. Rồi, đây, quay lại thằng này tí. Thằng được đánh giá là tốt nhất. Thằng này ấy thì thực ra là cái màu mắt của nó không phải là thằng tốt nhất ở trong đàn. Nhưng mà cái bộ hàm của nó thì lại ôm khít. Thế cho nên là nó là cái thằng được đánh giá tốt nhất. Đó, màu mảng này, cháy khét luôn này. Cháy từ bé. Đó. Mọi người phải biết đây là đang quay ở thời tiết không có nắng. 5 giờ 4 rưỡi 5 giờ chiều. Ồ. Kia. Đấy, mọi người mới biết là để có một cái con chó chuẩn, một cái con chó ở cái mức chó tốt của trại nó không đơn giản. Đầu tiên là yêu cầu là cái phả hệ với mình, quan điểm của mình ấy, con chó tốt của trại ấy, yêu cầu đầu tiên là phả hệ bố mẹ nó phải tốt, và tiếp theo đấy là bản thân con chó con nó phải tốt. Còn nếu phả hệ của con bố con mẹ mà một trong hai con mà không tốt thì cái con chó con nó tốt bằng rời, nó vẫn không thể đạt được cái mức cái con chó tốt của trại mình được. Đây là con cái, cám chút. Rồi. Cái thì rất là xinh. Đấy, rất quấn người. Đấy, nhưng mà cái đàn này thì nó có lẽ là do hai cái con đực với con cái, hai cái phả gen nó tương đương nhau quá. Nó không có một cái sự chênh lệch ở trong cái phả gen, thành ra là nó lại ra cái tỷ lệ mà hỏng nó hơi cao. Còn bản thân ấy là cái con cái của trại mà ghép với đực ngoài, cứ quay chó đi, hoặc là cái con đực của trại mà ghép với cái ngoài ấy, cái tỷ lệ mà con chó nó ra chuẩn thì rất là cao, tức là nó có một cái độ chênh lệch về cái phả gen. Nó cứ có một bên trội, mà chó của trại mình thì con cái phối với đực ngoài thì con cái của trại mình nó sẽ trội. Còn nếu con đực của trại mình mà phối với lại cái ngoài ấy, thì con đực của trại mình nó sẽ gen nó sẽ trội. Nên là con chó con nó ra là ít khi bị cái tình trạng như thế này. Đây thật sự là một bất ngờ với cái đàn chó này. Khi mà cho ghép với nhau 5 con thì là được một con thôi. Còn 4 con là sẽ là ở diện con chó trong nhà. Con chó không dùng để làm chó nhân giống. Ok, mọi người ngắm cho nó tí rồi bế cho nó vào thôi, chứ bây giờ muộn lắm rồi. Bắt đầu có sương xuống rồi. Này. Muộn lắm rồi. Hôm nay thì không có mặt trời.
Ok, hẹn gặp lại mọi người ở một cái video sau. Chờ vài ngày nữa nó nắng lên thì sẽ quay một cái video nữa cho chúng nó.